Câu hỏi là các bạn là một doanh nghiệp muốn cắt giảm chi phí tuyển dụng. Thực ra trong đầu mình suy nghĩ như này, nó không phải là câu chuyện cắt giảm hay không cắt giảm mà vấn đề là phải làm việc hiệu quả. Ví dụ như giả sử bạn có một cái team tuyển dụng, bạn nhìn trên cái dữ liệu về cái chi phí cho cái team tuyển dụng đấy, một tháng ví dụ là 100 triệu hay 200 triệu chẳng hạn. Và các bạn ấy mang về bao nhiêu ứng viên, ứng viên nói về mặt chất lượng và số lượng như nào. Thì mình nghĩ là cái việc cắt giảm hay không cắt giảm ấy, nó không câu chuyện về mặt cảm tính, chúng ta phải có dữ liệu để đánh giá hiệu quả là xem cái team tuyển dụng của mình có làm việc nó có hiệu quả hay không. Thì đấy là cái góc nhìn đầu tiên. Hiệu quả đây là về số lượng ứng viên, về chất lượng ứng viên Rồi với chi phí tuyển dụng Nó gồm có chi phí trả cho cán bộ công nhân viên trong cái phòng tuyển dụng đấy Cộng với cái chi phí tuyển dụng Khi mà chúng ta trả cho các bên, ví dụ các bên website hay là các bên đăng Facebook group hay là các bên headhunt Ví dụ như vậy góc nhìn thứ hai là góc nhìn doanh nghiệp đang ưu tiên cái gì nếu như doanh nghiệp của anh chị bây giờ mà còn đang gặp vấn đề về gặp vấn đề về dòng tiền <laughs> cần phải sống sót đã, đã tồn tại đã thì lời khuyên của mình là chúng ta phải tối ưu chi phí còn nếu như doanh nghiệp của anh chị bây giờ mà không gặp vấn đề dòng tiền mà anh chị đặt ra một cái mục tiêu là tăng trưởng x 1,5 lần x 2 lần trong vòng 1 2 năm tới chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải đầu tư vào cái việc là tuyển dụng và đào tạo liên tục. Những còn quan điểm của mình chúng ta cũng phải nghĩ là cái chiến lược nó phải dựa trên nguồn lực của doanh nghiệp. Nếu chúng ta tối ưu dòng tiền để tồn tại thì bắt buộc chúng ta phải tối ưu. Còn nếu mà chúng ta không gặp vấn đề dòng tiền mà chúng ta muốn có mục tiêu tăng trưởng thì chúng ta sẽ vẫn phải tiếp tục để chúng ta, tuyển dụng và đào tạo liên tục. Nó phải tùy vào cái mục tiêu của doanh nghiệp như thế nào. Cái điều số 3 rất là quan trọng để phong tuyển dụng là hiệu quả được ấy. lãnh đạo có hiểu về nó không? Leader có giỏi không? Quan trọng nhất thằng leader thằng leader làm tuyển dụng ấy leader như nào thì bên dưới sẽ như vậy leader chất lượng thì nhân sự bên dưới chất lượng leader không chất lượng thì bên dưới cũng không chất lượng thì thực tế ấy, mình chỉ là trong thực tế nhá, là mình đã đào tạo các lớp tuyển dụng chắc phải gần 20 lớp tuyển dụng hay sao ấy? trong cái lịch sử về cái việc mình đào tạo các lớp tuyển dụng thì mình nói thật thứ nhất là lãnh đạo không hiểu gì về cái hệ thống tuyển dụng của doanh nghiệp bởi vì đa số lãnh đạo đi lên từ dân chuyên môn không cái hiểu được cái hệ thống tuyển dụng một cách tổng thể nó vận hành như thế nào rồi quy trình vận hành bên trong như nào KPI, OKR như nào rồi con người thực thi như nào, rồi đánh giá hiệu suất hiệu quả như thế nào, rồi cải tiến liên tục. Mình hiểu không phải để mình làm mà mình hiểu để mình biết cách giao giao việc, biết cách chúng ta giao, giao mục tiêu. Điều thứ hai rất là quan trọng đó là là chúng ta phải tìm được lít cứng. À, khi có một số các bạn mình cốt trinh chuyên sâu về vấn đề nhân sự thì mình nhận thấy một cái điều, cái tiêu chuẩn của các leader làm tuyển dụng trên thị trường ấy, nó thấp. Ví dụ như giả sử có một bên, bạn học với mình, bạn theo mình cốt trinh bây giờ khoảng ba năm rồi, mà doanh nghiệp bây giờ tăng từ một gần 100 nhân sự lên hơn 1.000 nhân sự full time trong vòng hơn một năm rưỡi thì một ngày bạn ấy bảo là anh dũng ấy, bây giờ cái tin tuyển dụng bên em bây giờ nó là em nói nó chưa tin thế mình bảo bây giờ được rồi cho các bạn nghe zoom khi vào zoom xong mình show cái file báo cáo của mình xong về các quy trình tuyển dụng về các kpi về okr của mình nhìn xong phát về tự thay đổi luôn bởi vì các bạn ấy không nghĩ là sẽ có một bên sẽ làm như vậy tất cả những cái bạn mà làm trong phòng tuyển dụng bây giờ ấy, từ leader cho đến chuyên viên nhân viên bên dưới là đều phải có hai thứ tư duy thứ nhất là phải có kiến thức rất là vững về vấn tuyển dụng về nhân sự nói chung và về tuyển dụng nói riêng và thứ hai là phải có kiến thức về sale và marketing nếu như ông tuyển dụng bây giờ mà ông không có kiến thức về marketing ý, thì ông không khác gì mà ông có tư duy đời tống trong bối cảnh mới thế cái thằng làm tuyển dụng từ leader cho đến nhân viên bên dưới anh chị ấy, nó có hai cái tư duy đấy không tư duy về tuyển dụng nó có chuyên sâu không nó có kiến thức nền tảng không hay nó làm theo bản năng và thứ hai nó có kiến thức về sale và marketing để ứng dụng cho hoạt động tuyển dụng không nó có biết xây dựng thương hiệu tuyển dụng không cho doanh nghiệp không nó có đánh giá được hành trình trải nghiệm ứng viên không nó có biết được đề xuất giá trị nhân sự là gì không lãnh đạo đang ngồi cùng để, để làm clear chưa hay là để cho nhân sự nó chạy làm cho bản năng thôi nó sai không biết mà cũng để nó sai ở chỗ nào mà lãnh đạo không biết gì cả để sửa